Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị một cốt lũ quách nhà mình nha. Cây này nhà vườn đang vô dây định hình giống nó rồi. Cây xanh tươi tốt của nhà mình. Cây rất chi là khỏe nha. Cẩm thị. Tên gọi khác là kim cương đen nhà mình. Cây này có mã số là 824. Có số đo hoành gốc là 43, cây cao là 38. Cây đang nằm chậu, lọt lòng là 32 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. Là 1 triệu 2 bao ship luôn chậu nha. Một cái cẩm thị này. Một cốt lũ quách âm thân luôn này. Lũ quách âm thân nhà mình nha. Cây quá khỏe rồi nhà mình yên tâm này. Cây rất chi là già nha. Mấy cái tay này. Ba cái tay nhìn rất là côn luôn này. Nhà mình xem tham khảo nha. Ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mã số 824 giao lưu nhanh với nhà mình là 1 triệu 2 bao ship cho một cây cẩm thị kim cương đen này nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.